À, dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kỷ trên cả nước. Dạ, kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình hôm nay bãi kiển của anh Tám ở sân vận động thành phố Cần Thơ cô chú anh chị nha. À, giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình một số cây mai đà lộc siêu nụ với lại một số cây cúc 24 với cô chú anh chị, để cô chú anh chị mình chuẩn bị cho Tết 2022 nha. Rồi. À, đây là cây giống mai dảo siêu nụ ha với cô chú anh chị. Đó, có mặt bông với cô chú anh chị mình xem luôn nha. Cái cánh nó rất là lớn nha với cô chú. 2, 4, 6, 7 cánh nha. Cái này là ra bông gió ha cô chú anh chị. Mà vàng nút nụ nó rất là thấy thương nha. Nụ khích gịch luôn. Rồi, em xin phép được vào clip giới thiệu mai hôm nay luôn ha cô chú anh chị. Dạ con xin chào chú ơi. Rồi chào cô Phương, chào anh em cả nước ha, anh em xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Hôm nay anh Tám có về lô mai để tri ân anh em ha, là năm cũ sắp hết thì bước qua năm mới nha. Rồi nay anh Tám về tri ân anh em lô mai này nha, nhờ anh em ủng hộ ha, trong thời gian qua giờ tiếp tục ủng hộ nha. Dạ. Rồi đầu tiên là mã cây số 49. Dạ mã số 49. 49 này là dảo siêu nụ á cô chú chị em. Này dạ. Cái này là thích hợp giờ ở cô chú ở vùng ngoài ha. Này về mình thổi lạc lá ha, lạc lá sẵn luôn nha. Dạ. À, nút nụ thấy thương lắm á với cô chú anh chị. À, bông rất bự ha. Này. Rồi, dảo siêu nụ nha cô chú. Ừ. Cái vàng nút nụ là khích gịch luôn, cứng ngắt cái nhánh luôn á với cô chú anh chị. Cái này là cô bác mình ở vùng ngoài rồi mình về thổi lạc lá ha, lạc sẵn luôn. Dạ. Tại vì ngoài thời tiết lạnh rồi, chắc lạc rồi cũng tương đối vừa rồi. Dạ, rồi con xin thông số luôn nha chú. À, vừa lấy nước. Rồi. Liền cốt luôn cô chú. Liền cốt à. Luôn, củ đế là 16. Dạ, 16. Quanh là 10. Dạ. Rồi, chiều cao là 59. Tàn ngang là 63. Dạ. Rồi, cây 49 là giao lưu cô chú chị em là 700 ngàn. Dạ rồi, 700 ngàn ha cô chú chị. Ừ. Cây siêu nụ luôn. À. Con chú nha. À, cặp 50 là đại lộc. Dạ. Mã số 50 là một cặp mai đại lộc để vàng nha cô chú anh chị. À. Cây nào cũng là siêu nụ luôn cô chú anh chị nha. Lúc nụ là to dữ lắm đó cô chú. Ê, lô hàng này để tri ân anh em ha, trong thời gian qua ủng hộ ha. Đây. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình hai cây nó cũng tương đối ha, giờ mình đo thử cây ha. Dạ. Rồi, quanh là được 15 quanh. Dạ, quanh được 15. Chiều cao là 55. Dạ. Tàn ngang một em là được 42. Dạ rồi. Cái rồi, một cặp 50 là giao lưu của chú chị em là 850 ngàn. Dạ, đây. Là 850 luôn. Một cặp đại lộc để bàn mới đi. Dạ, siêu nụ luôn nha. Rồi, nút nụ đầy đủ ha. Con đỡ luôn chú nha. Rồi. 850. 51. Dạ. Cũng là đại lộc luôn quý cũng là đại lộc luôn. À. Nút nụ là no tròn luôn á cô chú anh chị. À. Dạ, mỗi một bên mình ghép từ 3 đến 4 bo nha cô chú. Rồi cho con xin thông số luôn chú nha. Rồi, giờ thông số của em này đi ha. Dạ. Quá to luôn. Chăm dữ. Rồi, được 14 quanh. Dạ, rồi, 14. Chiều cao là 54. Dạ. Rồi, tàn ngang là 44. Rồi, cặp 51 cũng giao lưu cô chú chị em là 850 ngàn. Dạ, rồi, 850 luôn cô chú anh chị nha. Mà rồi. Cô chú chị em là chỉ cần nhắc máy lên là có cặp mai đẹp liền. Dạ, rồi, con đỡ luôn chú nha. Xin tiếp tục là 53. Dạ, mã số 53, đại lộc luôn nha. Cũng là đại lộc luôn. Dạ. À. Cây này cây nào cũng siêu nụ hết á quý cô chú anh chị. Vàng nút nụ này về là kịp Tết chuẩn 2022 luôn nha. À. Rồi, đưa đo tận chân một em đi ha. Dạ. Rồi, quanh là được 13. Dạ, quanh được 13. Chiều cao là 48. Dạ. Tàn ngang là 43.
Rồi cặp 53 giao lưu của cô chú anh chị em mình cũng 850 ngàn. Cũng là 850 luôn hả cô chú anh chị. Cô chú anh chị đây, nút ngủ đầy đủ ha, sữa rồi. Cũng còn do cái tàn rồi ha. Dạ. Đây một cặp này. Rồi con đổi luôn chú nha. Tiếp tục là 54. Dạ, mã số 54. À. Cũng là đại lộc luôn. Cũng là đại lộc luôn. Này. Hàng để bàn ha, cái này mình mua về một cặp mình để bên nhà khách đẹp ha cô chú anh chị. Đó, cái này mỗi một bên thì ghép từ 3 đến 4 bo cô chú nha. Dạ rồi, con xin thông số anh đi chú. Rồi, thông số em này đưa đi ha. Dạ. Rồi, quanh là 18. Dạ, quanh được 18. Rồi, chiều cao là 47. Tàn ngang là 43. Rồi cây 54 giao lưu cô chú anh chị em cũng 850 ngàn. 850 luôn cô chú. Cũng đồng giá luôn hết. Rồi con đổi luôn chú nha. Đây tiếp tục là cặp 55. Rồi 55 dán siêu luôn cô chú anh chị nha. Đây dán siêu nha. À. Rồi, nó giống giống nhau luôn á cô chú anh chị. Dạ mỗi một bên cũng 4 tới 5 bo ha cô chú anh chị, cái dáng siêu cặp này là đều nhau luôn cô chú anh chị. Giống nhau ha. Dạ. Dạ, rồi, con xin. Rồi, rồi thông số một em đi ha. Rồi, 15 quanh. Dạ, 15. Chiều cao là 45. Tàng ngang là 42. Rồi cặp 55 là giao lưu cô chú chị em cũng đồng giá là 850 ngàn. Dạ 850 ngàn. Rồi. Rồi. Dạ rồi mã số 56. Rồi mã số 56. Đúng là đại lộc một cặp luôn nha. Cây nào cũng nút nụ nhiều hết cô chú chị em ơi. Đó. Cái này cũng dán trực luôn cô chú anh chị nha. Dạ con xin thông số luôn nha chú. Rồi 15 quanh. Dạ quanh được 15. Chiều cao là 47. Dạ. Tàng ngang là 43. Dạ rồi. Rồi cặp 56 cũng đồng giá là 850 ngàn. Dạ. Rồi con đổi luôn chú nha. Dạ. Rồi cặp 57. 57 cũng là đại lộc mini. Cũng là đại lộc luôn. Cây nào cũng siêu nụ hết cô chú anh chị, nhận cây về thấy vàng nút nụ là ưng ý liền ha cô chú. Dạ. Kéo rồi đó đó. Rồi con xin thông số luôn nha chú. Rồi. Quanh này cũng được 15 luôn. Dạ, quanh được 15. Chiều cao là 49. Tàng ngang là 45. Rồi cặp 57 cũng giao lưu cô chú chị em đồng giá 850 ngàn. Dạ rồi 850 ngàn luôn cô chú anh chị. Mình đang lấy cái nào thì mình liên hệ số điện thoại của chú với em khách. Dạ rồi em đổi lên nha. Số 58. Rồi 58. Cái này cũng dán siêu cũng dán siêu luôn. Đại lộc là siêu nút nụ hết cô chú anh chị nha. Cặp này đầy dáng là siêu siêu cũng đồng thanh đồng thủ luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi, con xin thông số luôn nha chú. Rồi, hai cây cũng tương đối nha, giờ mình tượng trưng một gốc đi ha. Quanh là được 18 quanh. Dạ, 18 quanh. Rồi, chiều cao là 37. Tàng ngang là 48. Rồi, cây 58 giao lưu cô chú và chị em cũng đồng giá là 800 ngàn. Dạ. Ủa quên, 850 ngàn. Dạ, 850 luôn cô chú anh chị nha. Rồi, con đỡ nha chú. 850 ngàn. 850 ngàn. Ai. Dạ, mã số 59. Cũng là đại lộc luôn hả cô chú anh chị? Rồi, 59 là đại lộc luôn. Cây này thì dáng trực cũng tàn tròn, đồng thanh đồng thủ luôn cô chú anh chị nha. Nút nụ thì no tròn, sáng nụ luôn ạ.
Rồi dán trực luôn nha. Rồi, xin thông số luôn nha chú. Rồi thông số của em đi ha. Rồi quanh 19 quanh. Dạ quanh được 19. Chiều cao là 52. Tàng ngang là 47. Rồi, cặp 59 giao lưu cô chú chị em cũng là 850 ngàn. Rồi, 850 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, con đỏ luôn chú nha. Rồi, à, một cây cặp mã số 60. Cặp 60. À, một cúc cỏ hương và một cây đại lộc. Dạ, một cây đại lộc dán bay với lại một cây cúc thọ hương nha cô chú. Rồi, cây thọ hương này thì lúc nụ ngon lành lắm cô chú anh chị nha. Đó, chơi tới là ok luôn nha. Cây này cũng đế đẹp luôn chứ cô chú. Đại lộc thì siêu nụ luôn nha. Dạ rồi, con xin thông số. Rồi, thông số cúc thọ hương nhất đi ha. Dạ. Rồi, 11 của anh. Dạ, quanh 11. Rồi em đại lộc là được 15. Dạ. Chiều cao của cúc thọ hương là 80. Dạ. Tàng ngang quá bao nhiêu luôn. Rồi tàng ngang là 57. Dạ. Rồi của em đại lộc chiều ngang là 50. Dạ. Chiều cao hơi hạn chế là chỉ có 40. Dạ. Rồi cặp 60 là giao lưu cô chú chị em hai cây khác nhau là 900 ngàn. Dạ 900 ngàn. Một cây đại lộc và cúc thọ hương. Dạ cây nào cũng nút lụ chơi Tết. Ok à, hết cô chú anh chị nha. Dạ rồi con đỡ luôn chú nha. Là số 61. Dạ 61. Là cúc 24. Dạ một cặp cúc 24 cánh nha cô chú anh chị. À, vàng xương tàn cứng luôn nha, mà nút nụ chơi Tết thì cũng khá là ok hết cô chú. Cây nào cũng nút nụ đầy đủ hết trơn ha. Dạ. Rồi chú anh chị em nhanh tay vô ha, mình chọn lựa một cặp để mình xài Tết ha. Dạ rồi. Rồi quanh là được 16 quanh. Dạ 16 quanh. Hôm nay là được 13 quanh. Rồi, chiều cao là 56. Tàng ngang là 50. Mã này là 61 nha cô chú. Rồi, mã số 61 là giao lưu cô chú anh chị em cũng 850 ngàn. Dạ, 850. Cúc 24 cánh. Rồi, con đổi luôn chú nha. Rồi, tiếp tục là 62. Cũng là cúc 24 cánh luôn. Dạ. À. Cây nào cũng kẹo nụ luôn chú anh chị nha. Cây này thì mình ghép được một bo, còn bên đây thì mình ghép được ba bo nha cô chú anh chị. À. Rồi, hai em cũng tương đối nhau ha, giờ mình cho thông số của em đi ha. Rồi, được 11, 12 quanh. Chiều cao là 62. Tàng ngang là 45. Cặp 62 giao lưu cô chú chị em cũng là 850 ngàn. Dạ, 850 luôn cô chú anh chị nha. Dạ rồi con đổi nha chú. 63. Dạ 63 là này giảo siêu nụ. Này. Rồi còn một cây siêu nụ hả cô chú anh chị? Còn một cây siêu nụ. Nụ là rất là siêu nụ. Siêu khích luôn nha cô chú. Dạ liền cốt luôn nha. Dạ rồi con xin thông số nha chú. Dạ thông số em này được 9. Dạ thông số. Rồi củ đế của em là được 12. Dạ. Chiều cao là 51. Tàng ngang là 58. Rồi cây 63 siêu nụ giao lưu cô chú chị em có 600 ngàn. Dạ 600 ngàn luôn cô chú anh chị nha. Bữa nay mình bán xả cô chú anh chị nha. 600 ngàn là bao chậu bao ship cho cô chú chị em tới nhà luôn. Rồi con đổi luôn nha chú. Cúc thọ hương. Mã số 64. Rồi 64. Dạ. Đây một cây cúc thọ hương.
cái tay à, khá là ôn. Lúc nụ cũng dữ á cô chú chị em ơi, này cũng chuẩn chết lắm ha. Cái này lật ra là dữ lắm nụ luôn à, là cô chú chị em thấy vậy chứ nụ không phải không à, à. Rồi mình ghép được 2 bo nha cô chú. Dạ rồi con rồi 64. Dạ con xin ăn tốn nha chú. Rồi được 15. Dạ 15 hoành. Chiều cao là 60. Dạ. Tà ngang là 67. Dạ rồi. Rồi cây 64 là giao lưu cô chú anh chị em là 600 ngàn. Dạ 600 ngàn. Đây. À, siêu nụ luôn nha quý cô chú. À. Dạ con đỡ luôn nha chú nha. Là 65. Dạ mã số 65. Cây này cũng là thọ hương. Rồi chúc thọ hương luôn cô chú chị em ơi. Nút nụ cũng nhiều lắm nha. Đang nở một số bông gió luôn nha quý cô chú. À mình ghép được 3 bo. Dạ rồi con xin năm số luôn nha chú. Rồi thông số của em là được 10. Dạ vành 10. Chiều cao là 56. Tà ngang cũng là 56. Dạ. Rồi cây 65 giao lưu cô chú cho em 600 ngàn. Rồi, giúp viên cúc tơ hương nha. Dạ, rồi, con đỡ chú nha. Là cúc 24 luôn. Dạ, cúc 24, mã số 66. Cây này cũng đang vô nụ luôn hết cô chú anh chị. Dạ, cho con xin thông số luôn chú nha. Cây này mình ghép được 2 bo nha quý cô chú. Dạ rồi. Rồi, quanh là được 13. Chiều cao là 58. Tà ngang là 50. Dạ. Rồi cây 66 là giao lưu cô chú cho em là 450 ngàn. Dạ, cúc 24 cánh. 450 ngàn. Rồi. Dạ. Rồi cũng là số 66 cũng là cuối clip á. Xin chúc anh chị em được dồi dào sức khỏe, vạn vạn an khang và thịnh vượng. Xin chào. Dạ. Dạ, xin cảm ơn chú đã chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. À. À, em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ ở trước sau ạ. À.